Vừa rồi thì Công Tráng nhận được một lá thư đến từ một thành viên trong câu lạc bộ mà chị đã vừa đáp chuyến bay nhanh nhất trở về với câu lạc bộ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Jalilee qua nhạc phẩm mang tên Một Người Đi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Người
Chúa.